Kính thưa trại cứu hộ của anh Thuy Lê, kính thưa các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước. Hôm nay tôi đi cứu được 6 bé tất cả. Một bé Phú Quốc vàng, rất ngoan hiền, trông nhà cho chủ, nhưng về điều kiện hoàn cảnh chủ cũng có tuổi, không thể nuôi được, cho nên là bán đi vào lò mổ, nhưng tôi cứu về thì tổng số là bằng 6 bé chó to, trong đó là 3 bé chó cái, 2 bé chó Big Bull, 1 bé chó Big Bull thì chủ bỏ sười, nhìn cũng gầy gò tội nghiệp. Còn 2 bé này là rất là ngoan hiền, to mập mạp. Bé Phú Quốc vàng là nặng từ 23 cho đến 25 kg. Thì tôi mua về là bằng 4,2 triệu. Thì tôi lấy 300 tiền xăng xe là tôi lấy 4,5 triệu, tổng số 6 bé. Thì qua clip này thì tôi đăng tải cho anh Thuy Lê, để cho các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước thì chung tay hoan hỷ cứu các bé được sống thêm một lần nữa, được vào mái ấm Thuy Lê, được các bé có một chỗ ăn, chỗ ở ổn định. Chứ về thực tế gia chủ thì cũng là gia đình chủ, thì họ nuôi đến lúc các bé là già yếu, nhưng có chủ thì nuôi chả chừng, bán thì nhất tội nghiệp. Thì tổng số 6 bé chó to mập mạp khỏe mạnh ngoan hiền, 2 bé Big Bull, 1 bé chó Phú Quốc màu vàng nặng từ 23 đến 25 kg, thì tôi lấy bằng 4,5 triệu. Thì qua clip này thì tôi rất mong các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước chung tay hoan hỷ cứu các bé được sống thêm một lần nữa, được vào mái ấm Thuy Lê, để các bé có một cuộc sống ổn định, được hít vào thở ra. Thì clip này tôi xin hết. Thì tôi xin chúc trại cứu hộ của anh Thuy Lê, chúc các mạnh thường quân trong và ngoài nước rồi có một sức khỏe này, có một gia đình hạnh phúc này. Rồi. Thank you.